làm rõ vụ giang hồ mạng huấn hoa hồng bán sách dạy kiếm tiền để làm từ thiện. Trong lúc vụ bắt giữ Đường Nhuệ còn chưa hạ nhiệt thì dư luận lại được một phen dậy sóng bởi một giang hồ mạng là huấn hoa hồng tuyên bố ra sách dạy kiếm tiền. Vấn đề ở chỗ huấn hoa hồng vốn là đối tượng nghiện ngập, nổi tiếng chủ yếu bởi những màn đấu khẩu, chửi bới trên mạng xã hội. Theo đó, tối ngày 20 tháng 4, xuất hiện trên trang Facebook có tới hơn 800.000 người theo dõi. Huấn hoa hồng dành hơn 1 giờ đồng hồ giới thiệu về hai cuốn sách do chính mình viết mang tên Bí kíp kinh doanh online và Đệ nhất kiếm tiền. Cho đến hôm nay, đoạn clip quảng cáo đó đã thu hút tới 41.000 lượt thích, 55.000 lượt bình luận và 5,1 nghìn lượt chia sẻ. Theo giới thiệu, bộ sách của Huấn có giá 799.000 đồng với nội dung Dạy làm giàu bằng cách kinh doanh bán hàng qua mạng. Bìa cuốn sách có in hình của Huấn trong bộ đồ bảnh bao và đề bên dưới tên nhà sản xuất SG. Cũng trong những lần livestream trên Facebook để nói về hai cuốn sách, Huấn khoe rằng toàn bộ tiền bán sách sẽ dành làm từ thiện và hiện đã có trên 5.000 người đặt mua. Anh HQH, một người vì tò mò mà tìm mua cuốn sách trên, phản ánh với phóng viên báo Người Lao Động rằng nội dung sách của Huấn có nhiều điểm không ổn. Thứ nhất, sách có rất nhiều lỗi chính tả, câu cú không theo một quy chuẩn nào. Thứ hai, sách viết theo kiểu kể về kinh nghiệm bán hàng online của anh ta, có nhiều nội dung kiểu bịa đặt khó tin. Bên cạnh đó, độc giả này không biết nên xếp sách vào thể loại nào cho phù hợp. Cứ thích là Huấn viết tắt, thích là viết hoa, không theo một trình tự nhất định nào, hệt như ngôn ngữ lớp trẻ hay dùng trên mạng, anh H phàn nàn. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin ban đầu từ ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục xuất bản in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, thì sách của Huấn là sách lậu. Tôi sẽ cho người kiểm tra lại trên hệ thống đăng ký xuất bản để xem tên sách có trên hệ thống xuất bản chính thống không. Tuy nhiên, nhìn những thông tin ban đầu về cuốn sách thì tôi có thể nói đa phần đây là sách lậu, vì hiện nay không có nhà xuất bản nào có tên là nhà xuất bản SG. Ngày trước có nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, nhưng hiện nay cơ quan này đã sáp nhập với nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyên cho biết, được biết Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985 tại Yên Bái. Từ năm 2015, Huấn nổi lên từ một hiện tượng với rất nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Các clip của Huấn xoay quanh cuộc sống ăn chơi hàng ngày, các clip thách thức chửi bới, gây gỗ qua lại lẫn nhau giữa các đối tượng được gọi là giang hồ. Đầu năm 2020, vì sử dụng ma túy, Huấn bị bắt tại Lào Cai và buộc phải đi cai nghiện tập trung. Chúng tôi sẽ cập nhật diễn tiến tiếp theo của vụ việc này, nên các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Sài Gòn TV để nhận được thông tin mới nhất nha.